Chào mừng quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Hải Phòng. Vâng, hôm nay ngày 26 tháng 9 năm 2020. Vâng, tại chợ ô tô miền Bắc, địa chỉ ở km 47 quốc lộ 10 Quang Trung An Lão Hải Phòng. Vâng, Đức Trung lên sóng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe. Đó là chiếc Toyota Vios được sản xuất năm 2015. Nước sơn là màu trắng sứ. Vâng, chiếc này thì được trang bị động cơ 1.3 và rất là tiết kiệm nhiên liệu và form mới. Bên Đức Trung thì chuyên mua bán, trao đổi và ký gửi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Và trước mắt quý anh chị cùng các bạn là một chiếc Toyota Vios được sản xuất năm 2015. Và chiếc này thì là bản G, bằng đã lưng lên gương kính điện, bằng có la răng đúc, bằng có màn hình cam nùi. Toàn bộ các cái trang thiết bị ở trên xe thì còn rất là mới. Một chiếc xe form dáng đẹp, trang bị 5 chỗ ngồi rộng rãi. Và động cơ 1.3 thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và cái dòng này thì nó chỉ có không có ABS thôi, chứ còn nó có hai túi khí an toàn rồi. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất của xe. Sơn si thì sạch sẽ, dáng đẹp. Trang bị la răng đúc, gương kính chỉnh điện và form mới. Quý anh chị các bạn, ai mà quan tâm, ai mà muốn sở hữu cái mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với Đức Trung hoặc là đến xem xe trực tiếp tại chợ ô tô miền Bắc. Vâng, cái mẫu xe trên thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 310 triệu đồng. Vâng, chỉ với 310 triệu đồng là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu Toyota Vios rất là đẹp. Đẹp về form dáng, bền bỉ và rất là tiết kiệm. Form dáng của nó cũng rất là đẹp, cái dòng là sedan hai đầu. Thế và được trang bị 5 chỗ ngồi, có cái khoang chứa hành lý rất là rộng rãi. Đây là toàn bộ các cái form đầu xe. Các cái cụm đèn mặt ga lăng cũng như là toàn bộ các cái đường gân, các cái góc cạnh của xe thì còn rất là sắc nét. Thế và đăng kiểm của xe thì còn rất là mới nhé, tận đến tháng 3 năm 2022. Và đây là cái phần nội thất của xe. Xe thì được trang bị cái phần nội thất là màu kem, rất là đẹp đẹp và như là bản E luôn. Đăng kiểm dài miên man, tận tháng 3 năm 2022 nhé. Quý anh chị các bạn mua chiếc xe này thì còn đâu phải đi đăng kiểm. Đấy là một cái lợi thế. Thế và xe thì còn rất là mới. Toàn bộ các cái phần táp ly nó y xì như bản E. Còn keo chỉ thì zin đẹp và nguyên bản, cam kết là không một nỗi nhỏ. Đây là phần nội thất của xe. Xe thì được trang bị ghế da màu kem. Và đây là cái đăng kiểm của xe nhé, bằng tên tư nhân ở biển Hà Nội. Tất cả các cái thủ tục pháp lý của xe thì còn rất là đầy đủ. Chính vì thế mà mua chiếc xe này sử dụng thì là hoàn toàn là yên tâm. Vâng, xe thì đây, cái phần táp lô táp ly rất là đẹp. Và trang bị một cái màn hình cảm ứng rất là to, điều hòa nóng lạnh hai chiều, có túi khí, vâng, có hai túi khí cho hàng ghế phía trước, vô lăng ba chấu, vâng, củ số đây rất là đẹp, ghế da màu kem, zin đẹp nguyên bản, toàn bộ các cái phần nội thất thì còn là khá là mới, một cái mẫu xe được cho là form dáng đẹp và rất là tiết kiệm, vâng, cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó chỉ khoảng là 5 lít rưỡi, 6 lít xăng trên 100 km. Và 5 chỗ ngồi rất là rộng rãi, thoải mái. Và đây là chi tiết của cái cánh đằng sau ở bên phụ nhé. Và cái táp ly, cái phần sơn, phần nhựa, các cái phần da rất là đẹp, keo chỉ zin hết. Và các cái mũi tôn gập lổi cũng như là các cái phần sơn si. Ghế da thì rất là căng bóng và ít sử dụng nên là chưa bị sờn, chưa bị chảy xước. Vâng, màu thì còn rất là tươi. Quý anh chị các bạn mua chiếc xe này về hoàn toàn yên tâm, đinh bấm kèo cột này zin đẹp nguyên bản, không một nỗi nhỏ. Người ta kiểm tra luôn cái phần cua lốp, rất là chắc chắn. Là răng đúc, các cái cụm đèn này, cân đều về màu sắc, form dáng thì cũng còn rất đẹp. Và cái khoang chứa hành lý rất là rộng rãi, thoải mái. Lốp dự phòng bằng tôn cốp đây, sạch sẽ, sáng đẹp. Vẫn còn đầy đủ các cái dụng cụ đồ nghề
đinh bấm máng nước cũng như là cái phần keo chỉ cốp, các cái mũi tôn dập lỗ gia công, các cái miếng lỉ cách nhiệt còn đầy đủ nhá, zin đẹp nguyên bản. Nên là mua chiếc xe này về sử dụng thì hoàn toàn yên tâm, chỉ với 310 triệu đồng thì lốp láp với cả dàn là răng đúc chỉ cua lốp. Quý anh chị các bạn là ai mà ưng cái mẫu xe trên thì liên hệ trực tiếp với Đức Trung ở số 0965 951 955. Và ở bên Đức Trung thì còn rất là nhiều xe, nhưng mà đặc biệt là những cái dòng xe này thì mà là màu trắng thì bán rất là chạy. Rất đông khách hàng quan tâm đến cái mẫu xe Vios mà lại có cái lớp sơn là màu trắng. Và chiếc xe này phải nói là zin đẹp nguyên bản, không phải làm bất cứ thứ gì, tất cả các cái trang thiết bị của xe ốc ác zin đẹp nguyên bản hết. Đây là cái phần gầm. Và cái dòng Vios này thì gầm bệ của nó rất là chắc chắn, và nó không hỏng vặt, hoàn toàn là yên tâm khi mua về sử dụng. Và đặc biệt là đối với các bác mà chạy dịch vụ nữa thì cũng rất là ok, bởi vì là cái dòng này nó rất là tiết kiệm, rất là kinh tế. Cái động cơ thì đã lổ toàn bộ các cái phần đồng hồ cũng như là các cái đèn hiển thị đầy đủ, gương thì cụp xòe, hệ thống lên xuống kính thì khá là nhẹ nhàng linh hoạt, gương điện chỉnh bốn hướng, có cả cụp xòe nó rất là tiện khi đỗ ngoài đường thì ta cụp vào thì nó rất là gọn gàng. Màn hình khá là to, điều hòa cơ hai chiều nóng lạnh, củ số vô lăng rất là sắc nét, phím còi zin đẹp nguyên bản, trần lỉ đã được bọc ni lông, ghế da màu kem. Và màn hình cảm ứng khá là to, hệ thống bơm nước rửa kính cũng như là gạt nước vẫn hoạt động bình thường. Vâng, và đây là khoang động cơ của chiếc Toyota Vios được sản xuất năm 2015 bản 1.3. Khoang động cơ đang hoạt động, máy nổ rất là êm. Tất cả các cái chi tiết trong khoang động cơ này còn rất là mới. Vâng, zin đẹp nguyên bản, cam kết là xe không một lỗi nhỏ. Giá 310 triệu đồng, liên hệ với Đức Trung số 0965 951 955. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe Toyota Vios 1.3 sản xuất năm 2015, tên tư nhân biển Hà Nội, và giá chào bán là 310 triệu đồng. Vâng, quý anh chị các bạn, ai mà yêu thích cái mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp hoặc là đến xem xe và chạy thử tại chợ ô tô miền Bắc, địa chỉ ở km 47 quốc lộ 10, Quang Trung, Quang Trung, Hải Phòng. Và Đức Trung xin kết thúc video tại đây.